chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hiện tại thì Sông đang đứng trên trục đường 30m nằm giữa dự án xây dựng Hà Nội và sát cái trục đường 26m luôn anh chị. Anh chị ra khoảng 30m là tới trục đường 26m anh chị nhá. Ngay chỗ căn nhà đó là trục đường 26m đường ngang cắt giao lộ với trục đường 30m này. Hôm nay Sông giới thiệu tới quý anh chị lô đất mặt tiền trục đường 30m tại dự án xây dựng Hà Nội bán giá chỉ 1 tỷ 250 triệu thôi. Anh chị nào đầu tư thì liên hệ cho Sông nhé. Đối với cái lô đất này hiện tại là sổ công ty hợp đồng mua bán với công ty, nên là khi anh chị mua bán á, thì nó vẫn có sổ đất vẫn kẹp theo cái hợp đồng mua bán giao dịch tại công ty. Có đóng thuế nhà nước anh chị nhé, có đóng thuế vừa thu nhập cá nhân vừa thu nhập trước bạ luôn, và ra văn phòng công chứng bình thường. Đối với lô đất này hiện tại á, thì ngân hàng chưa hỗ trợ anh chị nhé. Trong cái thời gian sắp tới thì anh em đang làm việc với ngân hàng HD Bank để hỗ trợ cho quý anh chị quay mua dòng sản phẩm hợp đồng này. Nếu mà được thì cực kỳ tốt luôn anh chị. Lô đất ngang 5m dài 18.6m, bán giá chỉ 1 tỷ 250 triệu anh chị nhé. Nằm trên trục đường 30m thông toàn bộ dự án xây dựng Hà Nội. Lô đất nằm ở vị trí này anh chị. Cái hướng lô đất là hướng Tây Bắc anh chị nhé. Hướng Tây Bắc, ngang 5m dài 18.6m, tổng diện tích là 92m2, đất thổ cư 100%, sổ công ty hợp đồng mua bán với công ty. Đối với cái trục đường 30m này thì lòng đường của nó là 10m rồi anh chị, mỗi bên đi bộ là 10m nữa anh chị nha. Rất là rộng luôn. Trục đường 30m này thì là đó là trục đường lớn thứ 3 tại dự án xây dựng Hà Nội sau đại lộ Lê Hồng Phong 53m và đại lộ Nguyễn Văn Cừ 47m anh chị nhé. Hôm nay thì xung quay cho anh chị một cái lô đất nằm trên trục đường 30m giá cực kỳ rẻ tại dự án xây dựng Hà Nội. Anh chị nào có dòng tài chính sẵn không vay mượn thì mua lô đất này cực kỳ tốt anh chị. Mua bán công chứng sang tên, có đóng thuế, có phí, có dịch vụ. Nên là anh chị không có sợ về hợp đồng góp vốn anh chị nhé. Đối với hợp đồng góp vốn thì nó chưa công chứng, chưa sang tên cho anh chị. Nhưng mà đối với cái lô đất tại dự án xây dựng Hà Nội này thì sang tên sổ cho anh chị luôn. Có đóng thuế nhà nước, có thuế thu nhập cá nhân, có thuế thu nhập trước bạ. Mua bán tại văn phòng công chứng nhưng mà chưa vay mượn anh chị nhé. Hôm nay Sông gửi tới quý anh chị một cái lô đất này tại dự án xây dựng Hà Nội. Cảm ơn anh chị đã xem kênh review bất động sản Nhân Trạch nhé. Đợt này thì vào mùa nắng nóng mà nay là kèm theo Sông là một cái mũ màu đỏ phong thủy của Sông rất là đẹp. Anh chị nào mua thì liên hệ cho Sông nhé, số điện thoại Sông để trên màn hình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.